ma kinh dị bí mật chiếc bình xanh jack hathinkton nhìn theo quả bóng sau cú đánh hớt trỏm một cách chán nản đứng bên quả bóng anh nhìn lại điểm phát bóng ước tính lại khoảng cách mặt anh xị xuống vừa thở dài anh vừa vụng về vung gậy lên quất hai cái phạt băng cả khóm bồ công anh lẫn bụi cỏ và cuối cùng thì nhắm chắc vào quả bóng Thật là gay cấn khi bạn ở tuổi 24 và khoai bão của bạn ở đời này giảm bớt sự vụng về trong môn đánh gôn, trong khi vẫn buộc phải dành thời gian và trí tuệ cho việc kiếm sống. Năm ngày rưỡi trong một tuần, trách như bị cầm tù trong một thứ lăng tẩm cũ kỹ trong thành phố. Chiều thứ bảy và chủ nhật được dâng hiến một cách thành tính, cho khoai bão đích thực ở đời và với nhiệt tình mong muốn tiến bộ anh đã thuê phòng tại một khách sạn nhỏ gần bãi Swanton để sáng dậy vào lúc 6 giờ, tập một tiếng đồng hồ trước khi đáp chuyến bay 8 giờ 45 về thành phố. Chỉ có mỗi một trục trặc trong kế hoạch là hầu như anh không thể đánh trúng được một cái gì vào giờ ấy trong buổi sáng. Cứ hết một cú vung gậy khoành khoàng lại đến một cú đánh hậu đậu. Và hầu như mỗi quả bóng trước khi vào lỗ cũng phải sơi đến bốn cú vụt. Jack thở dài, hai tay nắm chặt gậy và lẩm bẩm câu thần chú. Tay trái vung thẳng, mắt không rời bóng. Anh vặn người, vung gậy và khựng lại như hóa thạch trước một tiếng kêu rú xé rách sự bình lặng của buổi sáng mùa hè. Giết người, cứu tôi với, giết người. Đó là giọng phụ nữ và tiếng kêu tắt đi như một tiếng thở dài nghẹn ức. Jack quẳng gậy, lao về phía có tiếng kêu tiếng kêu từ đâu đó thật gần bãi gôn ở một vùng nông thôn giã hoàn toàn hoang sơ chỉ thoảng có đôi ba nóc nhà thực tế thì chỉ có mỗi một căn nhà gần đấy một căn nhà xinh đẹp mà trách thường để ý vì vẻ u nhã thời cựu thế giới của nó anh chạy về phía căn nhà ấy nó khuất sau vườn đất phủ đầy thạch nam anh chạy vòng quanh những bụi thạch nam và chưa đầy một phút đã đứng trước cánh cổng nhỏ có cài then. Một cô gái đứng trong vườn và trong khoảnh khắc Jack nảy ra kết luận tự nhiên đó chính là cô gái đã bật lên tiếng kêu cứu. Nhưng anh cũng thay đổi ý kiến ngay sau khoảnh khắc đó. Cô gái tay khoác một cái làn đầy cỏ và rõ ràng là vừa ngẩng lên sau khi đã làm cỏ cho một vạt hoa băng xê rộng. Jack nhận thấy cặp mắt cô gái cũng giống như những cánh hoa băng xê dịu như nhung và đen huyền hơn là xanh. Cả thân hình cô trong bộ đồ lanh dài đỏ tía, cũng như một nhành phăng xê vậy. Cô gái nhìn trách bằng thái độ nửa phiền muộn, nửa ngạc nhiên. Xin lỗi cô. Anh nói. Có phải cô vừa kêu cứu hay không? Tôi ấy à? Không hề. Sự ngạc nhiên thành thật của cô gái làm cho trách bối rối. Giọng cô nhỏ nhẹ, mượt mà, mà có pha chút âm sắc nước ngoài Nhưng cô phải nghe thấy chứ, anh kêu lên Tiếng kêu chỉ phát lên quanh đây đâu thôi mà Cô gái nhìn anh chầm chầm, tôi chẳng nghe thấy gì hết Bây giờ thì đến lượt trách nhìn chầm chầm vào cô gái Hoàn toàn không thể tin được là cô ta lại hoàn toàn không nghe thấy Tiếng kêu cứu vài phút giây lâm trung ấy nhưng thái độ bình thản hiển nhiên của cô khiến anh không thể nghĩ là cô đã nói dối anh tính kêu phát lên từ rất gần quanh đây mà anh khăng khăng giờ thì cô gái nhìn anh một cách nghi ngờ kêu như thế nào cô gái hỏi giết người giết người cứu tôi với giết người giết người cứu tôi với giết người cô gái nhắc lại thưa ông người nào đó đã trêu ông đấy ai có thể bị giết ở đây được Jack nhìn quanh, ý niệm và hình ảnh về một cái xác chết nằm trong vườn nhạt nhòa đi. Tuy nhiên, anh vẫn hoàn toàn đoán chắc rằng tiếng kêu anh đã nghe đích thực chứ không phải là tưởng tượng. Anh nhìn lên cửa sổ của căn nhà, tất cả đều yên ắng, tĩnh mịch. "Ông có muốn khám xét nhà chúng tôi không ạ?" Cô gái hỏi một cách lạnh lùng. Sự khó chịu không giấu giếm của cô đã làm cho Jack càng thêm lúng túng, anh quay đi. Vâng xin lỗi cô Anh nói Có lẽ tiếng kêu từ xa hơn phía kia trong rừng trăng Anh ngả mũ và rút lui Liếc lại một lần cuối Anh thấy cô gái bình lặng trở lại công việc nhổ cỏ Anh tìm kiếm trong rừng hồi lâu Mà không thấy một biểu hiện gì bất thường đã xảy ra Nhưng anh vẫn đinh ninh như đinh đóng cột Là rõ ràng đã nghe thấy tiếng kêu Cuối cùng anh bỏ cuộc tìm kiếm chạy vội về khách sạn, ngốn ngấu bữa ăn sáng và nhảy ra chuyến tàu 8 giờ 45 phút. Ngồi trên tàu, Lương Tâm bắt đầu cắn rứt anh đôi chút. Đáng lẽ anh đã phải báo ngay cho cảnh sát những gì anh đã nghe thấy. Anh đã không làm thế chỉ vì thái độ hồ nghi của cô gái băng xê mà thôi. Rõ ràng là cô gái nghi ngờ anh diễn cái trò làm quen, rất có thể cảnh sát cũng nghĩ như vậy. Có chắc là anh đã nghe thấy tiếng kêu hay không? Đến bây giờ thì Jack không còn hoàn toàn chắc chắn như anh đã đinh ninh. Phản ứng tự nhiên do sự cố gắng nắm bắt lại một cảm giác đã mất. Phải chăng đó là tiếng kêu cứu của một con chim nào đó từ xa mà đầu óc anh đã uốn nắn thành tiếng kêu của một người phụ nữ. Nhưng anh có kỉnh gạt ngay ý nghĩ đó. Đúng là giọng phụ nữ và anh đã nghe thấy. Anh còn nhớ anh đã nhìn đồng hồ vừa trước lúc tiếng kêu vang lên Lúc đó chắc chắn là khoảng 7 giờ 25 phút Đấy là một chi tiết cụ thể Quan trọng đối với cảnh sát Nếu như điều gì đó phải được khám phá Buổi tối về nhà Jack lướt qua tất cả các báo buổi tối Tìm xem có tin tức gì về một tội ác nào đó trong ngày hay không Nhưng chẳng có gì hết Và anh cũng không hiểu là mình an tâm hay thất vọng nữa Sáng hôm sau là một buổi sáng quá ẩm ướt Tới mức nhiệt tình của một tay mê gôn nhất đời cũng phải ẩm xì luôn Trách bật khỏi giường và những phút cuối cùng Chịu chảo bữa sáng Chạy ra tàu và lại đọc vội các tờ báo Vẫn chẳng thấy nói gì về một khám phá hãi hùng nào Những tờ báo buổi tối cũng vậy Kỳ thật, trách nghĩ Nhưng tiếng kêu rõ như ban ngày có thể một bọn trẻ nghịch ngợm nào đó đã chơi một trò tinh quái ở trong rừng trăng Sáng hôm sau, anh đi rất sớm Khi qua căn nhà nọ, anh liếc thấy cô gái lại nhổ cỏ ở ngoài vườn Rõ ràng là một thói quen của cô ta Anh phát một quả bóng thật tuyệt và thầm mong cô gái nhìn thấy Anh đặt bóng lên điểm phát bóng tiếp theo và lướt đồng hồ trên tay Đúng 7 giờ 25 phút, anh lẩm bẩm không chừng Lời lầm bầm đóng băng trên môi anh Từ phía sau lưng lại ré lên tiếng kêu đã từng làm anh kinh hoàng Giọng một phụ nữ trong sự hãi hùng vô vọng Giết người, cứu tôi với, giết người Rách chạy bổ lại Cô gái băng xê đang đứng bên cổng Cô ngỡ ngàng bối rối khi trách chạy lại Đến một cách tự tin và kêu lên Lần này cô có nghe thấy chứ Cặp mắt cô gái mở to Vì một xúc động nào đó mà anh không thể hiểu được nhưng anh thấy cô lùi lại anh tiến đến và thậm chí còn liếc về phía căn nhà như thể muốn chạy trốn cô gái lắc đầu nhìn anh chằm chằm tôi chẳng nghe thấy gì cả cô gái nói một cách hờ hững thật chẳng khác gì cô gái đấm một quả vào giữa mặt anh thái độ chân thật của cô quá hiển nhiên khiến anh không thể không tin cô tuy nhiên anh không thể tưởng tượng ra tiếng kêu ấy được anh không thể, anh không thể. Anh nghe cô gái nói với giọng ôn tồn đượm đầy chắc ẩn. Hình như ông bị đau đầu rồi, có phải không ạ? Trong chớp mắt anh hiểu ngay thái độ sợ hãi và luôn luôn nhìn lại căn nhà của cô gái. Hẳn cô cho là anh mất chứng hoang tưởng. Và rồi ý nghĩa hai hùng dội xuống người anh như một gáo nước lạnh. Cô nói đúng chăng? Anh bị bệnh ảo giác ư? Với ý tưởng hãi hùng đó ám ảnh, anh quay người, ủ rũ bước đi mà không nói lấy một lời. Cô gái nhìn anh, thở dài, lắc đầu rồi lại cúi xuống nhặt cỏ. Rách dũng cảm, tự lý giải vấn đề. Nếu mình lại nghe thấy tiếng kêu chết tiệt ấy vào 7 giờ 25 phút, anh tự nhủ thì rõ là mình đã mắc chứng ảo giác, nhưng mình sẽ chẳng nghe thấy gì nữa. Cả ngày anh bần thần rồi đi ngủ sớm và quyết định sáng hôm sau sẽ đưa vấn đề ra thử nghiệm. Ở trường hợp như vậy thì cũng tự nhiên thôi. Anh trằn trọc đến quá nửa đêm và cuối cùng thì ngủ thiếp đi. 7 giờ 20 anh mới ra khỏi khách sạn và chạy ngay đến bãi gôn. Anh nhận thấy là anh không thể đến đúng cái chỗ ma quái kia vào 7 giờ 25 phút. Nhưng chắc chắn nếu tiếng kêu chỉ đơn giản là một ảo giác thì anh có thể nghe thấy nó ở bất cứ đâu. Anh tiếp tục chạy Mắt không rời đồng hồ đeo tay 7 giờ 25 phút Từ rất xa rồi lại tiếng kêu của một phụ nữ Lời không rõ Nhưng anh đoán chắc đó vẫn là tiếng kêu anh đã nghe thấy Và nó vẫn là phát ra từ cùng một điểm Một nơi nào đó quanh căn nhà nọ Thật kỳ lạ Thực tế này làm anh vững dạ Cuối cùng thì rất có thể đó là một trò nghịch ngợm tinh quái Biết đâu đấy có thể chính cô gái chơi khăm anh Anh lấy lại tư thế rút gậy trong túi gôn ra Anh có thể chơi một vài bàn hướng về phía căn nhà Cô gái vẫn ở trong vườn như thường lệ Sáng nay cô ngẩng lên và nhìn anh ngả mũ chào thì cô nói Chào ông Một cách đầy e lệ Anh cảm thấy cô gái đáng yêu hơn bao giờ hết Hôm nay trời đẹp đấy chứ Jack nói một cách vui vẻ mà bụng thì rủa thầm cái chất nản không thể tránh khỏi của khung cảnh. Vâng, đúng như vậy ạ, trời đẹp lắm. Rất tốt cho vườn tược chứ cô? Cô gái mỉm cười, để lộ một lúm đồng tiền đẹp mê hồn. Ồ không, hoa của tôi chỉ cần mưa cơ. Ông xem kìa, hoa héo hết cả rồi. Trách đáp lại cử chỉ tự nhiên của cô gái, bước đến chỗ hàng rào thấp ngăn vườn với bãi bóng. Hoa đẹp cả đấy chứ, anh nhận xét một cách vụng về vì bắt gặp một cái nhìn thoáng thương hại của cô gái nắng thật tuyệt phải không ông cô gái nói vì đối với hoa thì có nắng cũng vẫn có thể tưới được chứ với người thì nắng vừa tốt cho sức khỏe vừa chữa được bệnh nữa hôm nay tôi thấy ông khá hơn nhiều rồi đấy giọng đầy khích lệ của cô gái càng làm cho trách phiền muộn hơn khỉ thật anh tự nhủ chắc chắn cô ta muốn chữa bệnh cho mình bằng ám thị tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà anh nói giọng đầy kích động vậy thì tốt ạ cô gái đáp nhanh và dịu dàng anh chơi một vài bàn nữa rồi vội về ăn sáng ngồi ăn anh cảm thấy không phải là lần đầu sự chăm chú gần như theo dõi của một người đàn ông ngồi bên bàn bên cạnh ông ta là một người đứng tuổi với một bộ mặt đầy quyến rũ và đầy sức thuyết phục một chòm râu đen một cặp mắt xám sắc như nước và phong độ thư thái, đường hoàng của ông ta đã đặt ông ta vào tầng lớp trên trong giới chuyên môn. Tên ông ta, trách có biết, là La Vinton. Và anh cũng có nghe mang máng người ta đồn ông ta là một chuyên gia y tế nổi tiếng. Nhưng trách không phải là khách thường xuyên của khu phố Harley nên cái tên ấy cũng chẳng can dự gì đến anh. Nhưng sáng nay, anh thấy rất rõ mình đang bị quan sát một cách thầm lặng. Và điều đó làm anh hơi sợ Chả lẽ điều bí mật của anh lại lộ lộ trên mặt mọi người nếu thấy được sao Người đàn ông này do kinh nghiệm nghề nghiệp Biết được có một cái gì đó trong chất xám của não anh chăng Anh dùng mình vì ý nghĩ ấy Có thật không? Có thật anh hóa dại không? Chuyện này là một ảo giác hay là một trò chơi khăm? Bỗng anh nghĩ ra một giải pháp rất đơn giản để thử nghiệm Từ trước anh vẫn chỉ có một mình trên sân cỏ giả thử có một người nào đó cùng đi với anh như vậy thì một trong ba điều có thể xảy ra tiếng kêu có thể câm bật cả hai có thể cùng nghe thấy tiếng kêu hoặc có thể chỉ có mình anh nghe thấy tiếng kêu mà thôi tối hôm đó anh bắt đầu thi hành kế hoạch anh muốn la viên trơn cùng đi với anh họ bắt chuyện với nhau một cách dễ dàng người đàn ông lớn tuổi hình như chỉ chờ có thế Rõ ràng là một lý do nào đó Jack làm ông ta quan tâm Ông ta cùng chơi một vài bàn trước bữa ăn sáng một cách dễ dãi và tự nhiên Họ nhất trí bắt đầu vào sáng ngày hôm sau Họ đi ra lúc 7 giờ một chút Đó là một ngày lý tưởng Trời cao thăm thẳm, yên ắng mà cũng không quá nóng Ông bác sĩ chơi rất đẹp Còn Jack thì quá chật vật Đầu óc anh căng thẳng ra đón cơn khủng hoảng sắp tới Anh liên tục liếc trộm đồng hồ Họ chơi đến điểm phát bóng thứ bảy Giữa điểm này và lỗ là căn nhà Khoảng 7 giờ 20 phút Cô gái như thường lệ vẫn ở ngoài vườn Cô không ngẩng lên khi họ đi qua Hai quả bóng nằm trên sân cỏ Bóng của sách nằm gần lỗ Còn bóng của ông bác sĩ nằm xa hơn một chút Thế chứ, Lavinton nói còn một cú cuối cùng nữa thôi. Ông cuối người tính đường bóng, trách đứng chờ như phỏng, mắt dán vào đồng hồ, lúc đó là đúng 7 giờ 25 phút. Quả bóng lăn nhanh trên bãi cỏ, dừng lại bên miệng lỗ ngập ngừng rồi rơi xuống lỗ. "Ô tuyệt." Trách nói, giọng anh vừa khàn khàn vừa lạc hẳn đi. Anh đẩy chiếc đồng hồ đeo tay cao lên cánh tay với một cái thở dài nhẹ nhõm. Không có gì xảy ra cả. Cơn mơ thế là tan Họ dừng một chút trước điểm phát bóng thứ 8 Trách nhồi tẩu thuốc rồi châm lửa với những ngón tay hơi run Một sức nặng khủng khiếp đã được nhấc khỏi đầu anh Trời ơi, hôm nay là một ngày tuyệt diệu Anh vừa nhận xét, vừa nhìn quang cảnh phía trước một cách đầy mãn nguyện Tiếp tục đi ông Lavington, đến lượt của ông đấy Và nó đã đến Đúng vào giây khắc ông bác sĩ vụt quả bóng Một giọng phụ nữ ré lên trong hấp hối giết người, cứu tôi với, giết người. Chiếc tàu rơi khỏi bàn tay không hồn của trách khi anh quay phát về phía tiếng kêu và rồi chợt nhớ lại. Anh nhìn chằm chằm vào người bạn mình. Lavinton đang nhau mắt nhìn suốt bãi bóng. Ông ta không nghe thấy gì cả. Trách thấy mọi vật xung quanh quay thít Anh bước được một, hai bước chòng chành Khi tỉnh lại, anh đang nằm trên một vạt cỏ ngắn và Lavinton thì đang cúi nhìn anh. Đấy được rồi tốt rồi Tôi làm sao thế Anh bị chóa ngay bạn trẻ à? Đừng có cố quá gắng đến thế chứ Ôi lại chúa Trách thều thào Sao thế có chuyện gì trong đầu phải không Tôi sẽ kể cho ông nghe ngay tức khắc Nhưng tôi có điều muốn hỏi ông trước đã Ông bác sĩ châm tổ thuốc của mình Và ngồi xuống bên anh Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn Ông nói một cách đầy vỗ về Ông đã theo dõi tôi hai ba hôm nay Vì sao vậy? Lavington nheo mắt Đó là một câu hỏi gay cấn Nhưng anh biết đấy Mọi người đều bình đẳng trong việc nhìn nhau chứ Ông đừng né tôi Tôi thành thực đấy Vì sao thế? Tôi hỏi vì một lý do rất quan trọng Tôi sẽ trả lời anh hoàn toàn thành thực Tôi nhận thấy ở anh tất cả những biểu hiện của một người đáng đánh vật với một cảm giác căng thẳng đến cực độ và nó làm cho tôi không thể không muốn biết sự căng thẳng ấy là cái gì tôi kia thể nói để ông biết điều đó một cách dễ dàng jack nói một cách cay đắng tôi bị điên anh dừng lại đột ngột nhưng lời tuyên bố của anh dường như chẳng gây được một sự kinh ngạc hay một sự lưu tâm nào như anh chờ đợi anh nhắc lại tôi nói để ông biết là tôi bị điên mất rồi kỳ thật la lẩm bẩm lạ lùng thật có lẽ đối với ông thì chỉ có thế thôi cách thầy thuốc các ông thật nhẫn tâm đừng 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 anh bạn trẻ anh nói lung tung quá tay nhé mặc dù tôi đã có bằng cấp nhưng tôi không hành nghề nói đúng hơn tôi là một bác sĩ nhưng không phải là một bác sĩ của cơ thể bác sĩ tâm thần nữa. đúng nhưng đúng hơn nữa tôi tự coi mình là bác sĩ của tâm hồn ồ oh. tôi hiểu sự miệt thị trong giọng anh Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải dùng một từ nào đó để biểu thị cái cội nguồn khi nó có thể phân biệt và tồn tại độc lập với khung vỏ của nó là cơ thể. Anh biết đấy, anh bạn trẻ à, người ta phải chung sống hòa bình với linh hồn, đấy không phải chỉ là một thuật ngữ tôn giáo do các giáo sĩ bịa ra. Chúng ta thì gọi nó là tâm thần, là cái tôi vô thức hay là bất cứ thuật ngữ nào mà anh thích. Anh vừa mới bàn lên với tôi, nhưng tôi đoán chắc với anh là tôi thực sự kinh ngạc trước một thanh niên hoàn toàn bình thường, hoàn toàn cân bằng như anh lại có thể bị chứng ảo giác, lại có thể mất trí. Tôi mất trí rồi, hoàn toàn điên rồ rồi. Anh bỏ qua cho tôi chứ, tôi không tin vào điều đó. Tôi bị ảo giác. Sáu bữa ăn tối ư? Không, không, vào buổi sáng ấy. Không thể thế được. Bác sĩ vừa nói vừa châm tẩu thuốc vừa tắt. Tôi nói chồng biết là tôi thấy những điều mà không ai nghe thấy cả. Trong một ngàn người có thể có một người nhìn thấy cả bốn vệ tinh của sao thổ Chỉ vì 999 người không thấy Thì cũng không phải là lý do để hoài nghi sự tồn tại của các vệ tinh này Và rõ ràng là cũng không có lý do gì để bảo người thứ một ngàn là điên Bốn vệ tinh của sao thổ là một thực tiễn đã được khoa học chứng minh Rất có thể là những ảo giác của hôm nay Là những thực tiễn khoa học được chứng minh vào ngày mai chứ Thái độ tự tin một cách bình thản của Lavinton có hiệu lực đối với Jack Anh cảm thấy nhẹ hẳn người và vui vẻ hẳn lên Ông bác sĩ chăm chú nhìn anh dây lát và gật đầu Đấy, vấn đề đối với cánh trẻ các anh Là các anh cứ một mực cho rằng chẳng có gì có thể tồn tại ngoài triết lý của mình Và khi điều đó xảy ra, hất các anh ra khỏi thứ triết lý chủ quan đó Là các anh cũng lộn nhào luôn Nào, bây giờ thì cần phải nghe tất cả duyên cớ để tin được rằng anh đang phát dồ rồi thì chúng ta mới quyết định được có nhốt anh lại hay không trung thành tới mức tối đa sẽ kể lại một chuỗi các sự kiện